Hôm nay em sẽ cho lên sóng một mẫu xe mà gần đây trong khung giờ livestream rất là nhiều người quan tâm, rất là nhiều người tìm. Đó chính là mẫu Mazda 6 đến từ thương hiệu Mazda này. Với mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này thì độ bền bỉ, độ lành, tính hiệu quả cao và đặc biệt rất là tiết kiệm nhiên liệu và chất xe thì cực kỳ tốt với những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này rồi. Và đặc biệt thì dòng Mazda mang lên mình cho mình một cái phong dáng thiết kế trẻ trung hiện đại, bậc nhất phân khúc. Và anh chị nào quan tâm đến mẫu Mazda 6 thì hãy cùng em tham quan một vòng chi tiết về ngoại nội thất của chiếc xe cũng như là các option của xe. Bởi tại sao chiếc Mazda 6 này em lại nói là rất đáng đồng tiền bát gạo trong phân khúc sedan cỡ D. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế thể thao Kodo được áp dụng trên mẫu Mazda 6, thiết kế Kodo này rất là sang trọng, rất là trẻ trung hiện đại, đến từ thương hiệu Mazda rồi. Hệ thống chiếu sáng của xe được trang bị đèn bi gương cầu thủy tinh, có tính năng tự động bật tắt này. Ngay phần đầu xe được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm rất là nhiều, 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Và phía dưới chi tiết phần đèn gầm của xe này uốn lượn một màu thanh mạ chrome trang trí phần đầu xe. Nổi bật của dòng Mazda thì vẫn là mặt cao đăng hình miệng cười với rất nhiều chi tiết mạ chrome bao vây xung quanh, biển gốc biển Hà Nội quý khách nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2017, các chi tiết đèn của xe rất là sáng, rất là trong. Giải LED định ban ngày của xe này được uốn lượn quanh cái vòm đèn bia cầu của xe khá là bắt mắt. La răng được trang bị một bộ la răng đúc hợp kim và thiết kế la răng rất là lớn cho một mẫu sedan cỡ D rồi. Phanh ABS chống bó cứng trang bị trên cả 4 bánh. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa được trang bị tính năng mở cửa thông minh, đóng mở có một chạm rồi. Phiên bản này được trang bị thêm một tính năng cao cấp nữa, đó là tính năng cảnh báo điểm mù trên gương. So với những mẫu xe cùng phân khúc thì dòng Mazda này thật sự là quá là nhiều option, quá là nhiều các trang bị tiên tiến được áp dụng trên mẫu Mazda 6 này rồi. Phần hông xe thì nhìn cảm giác mọi người thấy là chiều dài của xe rất là dài. Các chi tiết của xe rất là nét, là chúng ta các đường gân dập nổi, dập chìm này. Phần sau xe thì được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm rồi, cam lùi này, đèn hậu hình lá liễu và phía bên trên được trang bị một cái thanh mạ chrome rất là sáng nối liền cái cặp đèn hậu, tạo sự khỏe khoắn cho phía sau xe. Các đường nét tinh xảo, sắc sảo cho cái phần đầu đuôi xe này rồi. Như vậy là em đã sơ qua một vòng của chiếc Mazda 6 về thiết kế bên ngoài của chiếc xe. Tiếp theo em sẽ đi đến phần nội thất bên trong để giới thiệu qua những option, những tính năng mà chiếc Mazda 6 này được trang bị. Nội thất điển hình của những dòng Mazda thì luôn luôn khoác lên mình là một cái tông nội thất ghế da màu đen. Và cái khoang nội thất của chiếc xe này trong phân khúc sedan cỡ D thì đánh giá là cũng rất là rộng rãi, thoải mái cho 5 người ngồi rồi. Phần hệ thống ghế lái này, ghế lái được trang bị chỉnh điện đa hướng, có nhớ ghế hai vị trí, rất là thuận lợi cho hai tài xế khi thường xuyên thay đổi nhau sử dụng mẫu Mazda 6 này rồi. Trên vô lăng bọc da và hiện tại đang bọc thêm một lớp vỏ bọc vô lăng nữa, có ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control. Bản này thì cũng được trang bị lẫy gầy số thể thao sau vô lăng rồi. Hệ thống chiếu sáng tự động, gạt mưa được trang bị tự động rồi. Các tính năng an toàn cao cấp khác như là cảnh báo đi lệch làn đường này, i-stop dừng đỗ 3 giây, cảm biến cảnh báo va chạm hay là hệ thống chớn chân chưa được trang bị trên chiếc xe này rồi. Chiếc xe này được trang bị một cái rèm điện nữa, quá là cao cấp một trên một mẫu xe sedan cỡ D. Nếu như so chiếc xe này với Toyota Camry thì cùng đời, cùng phiên bản thì chiếc xe này được trang bị nhiều option hơn rất là nhiều, thiết kế trẻ trung hơn, hiện đại hơn, option nhiều hơn và đặc biệt giá mềm hơn rất là nhiều. Nếu mà cùng đời thì chiếc xe này tầm giá loanh quanh 500 triệu đồng, nhưng mà chiếc Camry phải đến 600, hơn 600 mọi người có thể sở hữu phiên bản cao cấp nhất mọi người nhé. Chi tiết cửa gió điều hòa này xung quanh mạ chrome rất là sáng. Hai mẫu xe đều đến từ thương hiệu Nhật Bản này, nhưng mà thương hiệu Mazda này được trang bị nhiều option hơn rất là nhiều. Chiếc xe này còn được trang bị chế độ hắt kính nữa mọi người nhé, một tính năng rất là cao cấp trên chiếc Mazda 6. Màn hình giải trí Android cỡ lớn này, đề nổ thông minh Start Top, điều hòa rất là dễ dàng điều chỉnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập các anh chị nhé. Các chi tiết này, lấy gió trong, lấy gió ngoài, tăng giảm độ mức độ gió này, cổng sạc 12V đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Đặc biệt thì lấy gãy số thể thao này, chuyển số thể thao, chế độ lái thể thao mọi người nhé, quanh củ số bọc da rất là sang trọng, phanh tay điện thử. Và đặc biệt thì trên dòng Mazda thì được trang bị điều khiển màn hình giải trí dạng núm xoay, rất là sang trọng và tinh giảm tối đa các phím bấm, đỡ rối mắt này, đỡ thao tác nhầm và thuận tiện nhất cho tài xế khi sử dụng rồi. Gương chiếu hậu chống chói tự động và rèm che nắng của xe mọi người nhé, tích hợp luôn đèn này, tích hợp gương trang điểm, tích hợp đèn cả cho vị trí ghế lái và ghế phụ. Các chi tiết ốc của phần cột A của xe quý khách nhé. Phần táp ly này với hệ thống la bầu thì âm thanh nghe cực kỳ hay trên mẫu Mazda 6 này rồi. Phím bấm vào phần táp ly cánh cửa, chỉnh kính lên xuống, chỉnh gương, không có dấu hiệu hao mòn, nét căng của chúng ta rồi.
phần táp ly cánh cửa cũng rất là mới, không xước sát đáng kể rồi. Vị trí để chai nước, để đồ phía bên dưới. Chi tiết da này rất là mới quý hành nhá. Các chi tiết keo chỉ xung quanh của xe, nét căng là chúng ta không mất một phân keo chỉ nào rồi. Vì chất lượng keo chỉ rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến khả năng cách âm chống ồn của xe. Vận hành của chiếc xe này khá là êm ái, mượt mà, với động cơ Skytis chứ danh thôi. Các con ốc của phần cột A mọi người nhá, các con ốc của phần táp ly cánh cửa, vị trí ghế lái mọi người nhá, không có dấu hiệu cậy mở, cũng như màu sơn đánh dấu của nhà xác sản xuất vẫn còn nguyên này. Tiếp theo là đến phần ghế phụ, ghế lái phía sau này, các con ốc này, khóa an toàn dành cho trẻ em, cũng như là các chi tiết táp ly cánh cửa phía sau, phím chỉnh kính lên xuống và các chi tiết mạng chrome sáng bóng của chúng ta rồi. Các con ốc ở phần cột B cũng không có dấu hiệu cậy mở, màu sơn đánh dấu nhà xuất rất là đậm rồi. Túi để đồ dành cho vị trí ghế sau này, 2017 thì cũng có một chút hơi nhăn thôi, nhưng thật sự là nhăn rất là ít cho một mẫu xe trải qua sau 6-7 năm sử dụng. Vị trí ghế giữa này ta có thể sử dụng luôn là bệ tì tay quý khách nhá, để ly để đồ luôn, rất là tiện lợi chúng ta. Ba tựa đầu ở cả ba vị trí ghế, thoải mái trong một hành trình dài. Chiếc xe này có được trang bị một bộ cửa sổ nóc nữa. Mọi người có thể quan sát thấy cửa sổ nóc của xe không ạ? Quá là thoáng đãng cho không gian bên trong của một mẫu sedan cỡ D rồi. Về phần khoang cốp của xe thì trong phân khúc sedan cỡ D thì chiếc xe này có khoang cốp rộng rãi và có thể chứa vừa hai vali cỡ lớn quý khách nhá. Chúng ta có thể để vừa hai vali cỡ lớn này xung quanh phần nỉ cũng như là các chi tiết phần nhựa của xe. Có xước sát nhưng không đáng kể đâu. Các chi tiết nỉ của nó rất là sạch sẽ. Các con ốc này, hay các chi tiết keo chỉ, tấm nỉ. Các chi tiết của xe còn rất là nét quý khách hàng nhé. Keo chỉ thì còn nguyên di nguyên bản rồi. Phía bên dưới là vị trí chứa lốp sơ cua cũng như là bộ dụng cụ sửa chữa và khoang chứa lốp sơ cua. Chất liệu thép nhưng mà cũng chưa có dấu hiệu rỉ sét hay là hàn ố một chút nào đâu. Tiếp theo là phần táp ly cánh cửa sau ghế phụ này, khóa chốt an toàn, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất mọi người nhá. Chi tiết keo chỉ xung quanh của xe, chiếc xe này cũng được đánh giá khá cao về khả năng cách âm chống ồn. Option cao cấp, chất liệu da cao cấp này, phím chỉnh kính lên xuống, tay nắm cửa mạc chrome rất là sáng này. Hệ thống âm thanh của xe, phần viền bọc lên xuống cũng rất là sạch sẽ, rất là nét cho chúng ta khi không có rượu xước sát đáng kể nào rồi. Còn ốc ở phần cột C quý khách nhá, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất này, má ghế đệm ghế rất là căng, có lỗ thông hơi ngay đến vị trí cho hàng ghế sau, từ đệm lưng cũng được trang bị lỗ thông hơi. Một mẫu sedan cỡ D mà, cỡ D thì dĩ nhiên là phải cao cấp rồi. Có túi khí, túi đựng đồ này, lót sàn được trang bị đầy đủ trên mẫu Mazda 6 này rồi. Phần ghế phụ thì ngay đến ghế phụ được trang bị ghế chỉnh điện đa hướng quý khách nhá. Các con ốc trên phần táp ly cánh cửa bên ghế phụ này, các chi tiết nhựa nét căng cho chúng ta rồi, không một vết xước. Tay nắm cửa mạc chrome này, phím chỉnh kính lên xuống cũng như là hệ thống âm thanh để ly để đồ của xe. Cửa gió điều hòa dành cho vị trí ghế phụ, túi khí an toàn này. Và chi tiết này được ốp da rất là sang trọng mọi người nhá, với những chi tiết thêu chỉ màu trắng nổi bật cho cái phần táp lô. Vị trí để đồ dụng cụ cá nhân trong cái phần khoang cốp rộng rãi này. Ngay đến phần khoang cốp mở thôi mà cũng được trang bị mạ chrome rất là sang trọng của chúng ta rồi. Vị trí bệ tì tay dành cho vị trí ghế lái ghế phụ cũng thiết kế rất là chắc chắn, rất là sang trọng. Túi khí an toàn cho vị trí ghế phụ này, các con ốc cũng như là các con ốc bên phía cột mọi người nhá, các chi tiết nét zin nét căng của chúng ta rồi. Như vậy là em đã khái quát xong cái phần nội thất của chiếc xe, rất là nhiều option. Tính năng an toàn của xe thì trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, quá là nhiều option, em không thể liệt kê hết trong cái buổi giới thiệu xe này của Showbiz. Cần chi tiết liên hệ thì có thể liên hệ ngay qua số hotline 0964 834 834 để bên em có thể giới thiệu chi tiết nhất đến mẫu xe này. Phải nói là cái phần nắp cabo của cái chiếc Mazda 6 này rất là chắc chắn, rất là nặng. Em nâng lên nó cảm giác là rất là nặng cho một mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ D này. Với động cơ Skytis Technology là động cơ độc quyền của thương hiệu Mazda, động cơ cực kỳ bền bỉ và hiệu quả này. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng rất là tiết kiệm. Mặc dù động cơ 2.5 nhưng mà so với những mẫu xe cùng phân khúc thì chiếc xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu với cái động cơ Skytis này. Khoang nội thất của xe mọi người đánh giá giúp em nhé. Các chi tiết ốc thân máy, ốc trên nụ giảm sóc, ốc 7 màu này. Các chi tiết của xe còn nguyên zin nguyên bản, không có dấu hiệu cậy mở cũng không như có dấu hiệu sửa chữa. Tấm nỉ cách nhiệt của xe này, một chiếc xe 2017 nhưng tấm nỉ cách nhiệt này còn rất là tốt, còn rất là mới cho chúng ta. Các chi tiết keo chỉ xung quanh nhá, không có dấu hiệu cậy mở này, không mất một phân keo chỉ nào rồi. Các chi tiết con ốc ở trên phần nắp cabo.
Chất lượng xe thì bên em luôn luôn cam kết chất lượng cho các anh chị. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kim nước, sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ. Mọi người cũng có thể check tại bên thứ ba nhá. Hãng lớn hay các người thợ uy tín lành nghề có ship xe tại nhà cho toàn thể quý khách hàng. Cam kết trên văn bản giấy tờ, nếu như sai cam kết thì bên em sẽ hoàn tiền hoàn cọc 100% cho quý khách hàng. Và như vậy là em đã giới thiệu xong chiếc Mazda 6 2017 phiên bản 2.5, phiên bản Premium cao cấp nhất của dòng Mazda 6 rồi. Các anh chị nào quan tâm thiện chí với mẫu Mazda 6 này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của Ba Tư Phan Vô Gầm Cao, có địa chỉ tại 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa, thành phố Hải Dương. Hotline của bên em là 0964834834 quý khách hàng nhé. Showroom rất là lớn nên mọi người có thể dễ dàng đến địa chỉ của bên em một cách dễ dàng. Chất lượng xe thì bên em luôn cam kết chất lượng cho mọi người rồi. Mọi người hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của showroom bên em. Rất là nhiều mẫu xe gầm cao 5 chỗ, 7 chỗ này, sedan cỡ B, cỡ C, cỡ D. Đa dạng những mẫu xe để giới thiệu đến toàn thể mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Ba Tư Phan Vô Gầm Cao. Hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo. Ngày hôm nay thì em cho lên sóng một mẫu xe tầm giá phải chăng mà lại thuộc phân khúc sedan cỡ D đến từ thương hiệu Nhật Bản nữa. Chiếc Mazda C. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu một mẫu xe đến từ phân khúc sedan cỡ D đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc xe rất là nhiều option cao cấp, thiết kế trẻ trung hiện đại, đó chính là mẫu Mazda 6. Mẫu Mazda 6 này được sản xuất năm 2017 và phiên bản này là phiên bản 2.5, phiên bản Premium cao cấp nhất rồi, mới mức giá loanh quanh chỉ 500 triệu đồng thôi. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi cầu thủy tinh này, có giải LED định vị ban ngày, cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị cả phần đầu lẫn phần đuôi xe, biển gốc biển Hà Nội quý khách nhé. Mặt ca răng hình miệng cười đặc trưng của thương hiệu Mazda này. La răng kích thước rất là lớn, la răng đúc hợp kim, phanh ABS chống bó cứng trang bị đầy đủ trên mẫu xe này rồi. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa được trang bị tính năng mở cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Phiên bản này cũng được trang bị cửa sổ nóc quý khách nhé. Và rất là nhiều option bên trong, cả ghế lái và ghế phụ đều được trang bị chỉnh điện đa hướng. Riêng phần ghế lái sẽ được trang bị tính năng nhớ ghế hai vị trí này, các tính năng cao cấp khác như là rèm điện này, hệ thống chống trơn trượt, cảnh báo đi lệch làn đường, i-stop dừng đỗ 3 giây và cảm biến cảnh báo va chạm. Trên vô lăng thì các phím bấm tiện ích này, phía dưới này trang bị mạ chrome, ga tự động có đô control, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, có cả lấy gạch số thể thao sau vô lăng, hệ thống chiếu sáng gạt mưa tự động hết rồi, màn hình Android cỡ lớn, điều hòa tự động hai vùng độc lập và các tính năng khác như là chế độ lái thể thao hay là phanh tay điện tử được trang bị đầy đủ trên mẫu Mazda 6 này rồi. Đặc biệt thì chiếc xe này còn được trang bị thêm tính năng hắt kính nhá. Chúng ta có thể hiển thị tốc độ vòng tua km trên kính lái, một chế độ rất là cao cấp trên mẫu xe này rồi. Một tính năng option cao nữa được trang bị trên mẫu sedan cỡ D này, đó chính là tính năng cảnh báo điểm mù trên gương mọi người nhá. Được trang bị tính năng cảnh báo điểm mù ở trên gương trên mẫu Mazda 6 này rồi. Và nội thất phía sau của xe này, các chi tiết của xe trong một mẫu xe 2017, nhát zin, nhát căng chúng ta, ba tựa đầu ở cả ba vị trí ghế giữa có thể sử dụng làm bệ tí tay và để ly để đồ. Phần khoang cốp cũng rất là rộng rãi này, form dáng phía sau thì rất là nổi bật với cặp đèn hậu ôm trọn phần hông xe, thiết kế hình lá liễu. Đây là khoang cốp của xe mọi người nhé. Chi tiết khoang cốp thì có thể vừa hai vali cỡ lớn này. Các chi tiết keo chỉ xung quanh của xe vẫn còn nguyên dấu sơn đánh dấu của sản xuất. Chất lượng thì thân vỏ zin, keo chỉ zin, máy số zin cho mọi người. Khoang trừ lốp sơ cua này rất là sạch sẽ, không có dấu gì xét hoen ố và rất là sạch sẽ mọi người nhé. Bộ dụng cụ sửa chữa của xe nữa. Các anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với em. Địa chỉ của bên em là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của showroom bên em. Hẹn gặp lại mọi người tại clip giới thiệu xe tiếp theo.